một giờ hoán đổi là một chương trình truyền hình với nội dung hoàn toàn mới. Những chia sẻ từ trái tim. Cảm thấy rất là bực bội và cảm thấy là sợ hãi bác sĩ. Những sự thật không phải ai cũng biết. Tỷ lệ mà các bác sĩ mà bị phàn nàn cũng rất là ít. Ví dụ mất wifi cũng chữa bác sĩ, nhà vệ sinh dơ cũng chữa bác sĩ, không tới giờ ăn cơm kịp rồi cũng chữa bác sĩ, cái gì cũng là bác sĩ, tất cả mọi thứ đều là bác sĩ. Những tình huống hoán đổi hài hước. Chị Lê Thị Hoa. Em chỉ tên Lê Thị Hoa 1, chị là Lê Thị Hoa 2 ạ. Và ngay lúc này, chúng ta hãy cùng gặp gỡ MC dễ thương Liêu Hà Trinh. Xin chào mừng quý vị khán giả đang cùng đến với một giờ hoán đổi vào lúc 22 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Thưa quý vị, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, và chúng tôi rất mong là chỉ trong một giờ thôi, chúng ta cùng lắng nghe quý vị khách mời chia sẻ mà bản thân mình cũng sẽ thấy như là mình sống được hai kiếp. Tại vì á, vừa đứng ở vị trí người này mà cũng đứng ở vị trí của người kia, thế là mình sẽ không còn tiêu cực, không còn những cái bình phẩm mà không đúng với thực tại nữa. Thưa quý vị, trong chủ đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đóng vai trò của các bác sĩ hay là các y tá điều dưỡng vân vân để hiểu thêm tâm sự của họ, và chúng ta sẽ hạn chế những lời bình phẩm, những chia sẻ tiêu cực và không mang tính củng cố hay hỗ trợ cho giai đoạn này. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể hiểu rõ về chủ đề này? Xin mời quý vị sẽ cùng đồng hành với một vị khách mời, đó chính là Tiến sĩ Đào Lê Hòa An. Xin mời ạ. Xin chào Tiến sĩ Hòa An. Xin chào Hà Trinh. Dạ. Mời anh đến đây nhé. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay thì Tiến sĩ Hòa An á trông rất là vui vẻ. Chắc là trong thời gian vừa qua mình cũng được bà xã ở nhà tẩm bổ dữ lắm ha. Đúng như là Hà Trinh đoán đó, thì được tẩm bổ nè, vì ở nhà cũng rất là thường xuyên. Tôi rất là tâm đắc một cái câu nói, đó là đời sẽ nhẹ nhàng biết mấy khi chúng ta biết đặt mình vào vị trí của nhau. Nên là với một cái chương trình tính chất như thế này thì chắc chắn là sẽ truyền thông điệp được rất là nhiều về những lĩnh vực ngành nghề, cũng như là chúng ta đặt mình vào vị trí của người đối diện để chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Dạ, quan trọng là chúng ta cùng nhau thông cảm, cùng nhau giải quyết vấn đề để vượt qua khó khăn, chứ không phải là làm khó cho đôi bên, phải không? Để hiểu được vấn đề này chỉ có thể là mình lắng nghe người trong cuộc thôi. Nên Hà Trinh xin phép Tiến sĩ Hòa An là chúng ta cùng gặp gỡ thêm một vị bác sĩ nữa nhé. Xin chào mừng đến với một giờ hoán đổi, đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoài Nam. Thưa quý vị, xin mời ạ. Dạ, xin chào. Chào tất cả các bạn. Dạ, Hà Trinh xin chào bác sĩ Hoài Nam. Vâng, xin chào cô. Đây là Tiến sĩ Đào Lê Hòa An ạ. Vâng, chào, xin chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, chắc chắn là công việc của mình cũng đang rất là bận rộn, vâng, phải không ạ? Thì bản chất của ngành y là lúc nào cũng bận rộn cả. Tất cả các bệnh viện, tất cả các cơ sở y tế và tất cả các nhân viên y tế đều luôn trong trạng thái gọi là căng như sợi dây đàn, và rất là nhiều việc để cần phải giải quyết. Dạ, thế thì mọi người đã vất vả rồi. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi chủ đề ngay bây giờ. Cảm ơn Tiến sĩ Hòa An và cảm ơn bác sĩ Hoài Nam đã đến với chương trình. Dạ thưa quý vị khán giả, tại sao Trinh lại mời bác sĩ và Tiến sĩ Hoàng ở đây? Bởi vì như quý vị đã biết thì mạng xã hội hay là Internet á, là một công cụ rất là thú vị để giúp chúng ta gần nhau hơn. Nhưng mà cũng thông qua mạng xã hội, người ta có thể dễ bị tổn thương bởi những chia sẻ tiêu cực, chưa có thật sự đứng vào trong đôi giày của người đối diện, chưa có thật sự trải qua những cái khó khăn vất vả mà người đối diện đã phải chiến đấu. Thế nên họ dễ dàng quy chụp rằng là người ta chưa có hết cố gắng hoặc là có ý xấu với mình. Và những cái phản ứng đó đôi khi lại được lan truyền còn rộng hơn cả những tin tốt lành nữa. Cái điều này rất là đáng buồn. Nên hôm nay chương trình mới quyết định là mình làm một cái chủ đề, mà chủ đề đó chúng ta có thể nhìn thấy được cái nỗi vất vả của đối phương, xem câu chuyện có thật sự là nó xấu đến vậy không, hoặc là tiêu cực đến vậy không. Nên hy vọng là cả hai vị có thể chia sẻ thật nhiều những cái trải nghiệm cá nhân. Và để hiểu thêm tâm sự của những nhân vật muốn được hoán đổi trong chương trình, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ nhân vật tuần này. Dạ, xin chào khán giả của chương trình Một Giờ Quán Đổi. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Ngô Thị Kim Chi. Năm nay tôi 36 tuổi. Trong đời mà ai không một vài lần đi cấp cứu và cũng phải tiếp xúc với bác sĩ, thì tôi cũng là một trường hợp không ngoại lệ. Tôi cũng đã từng đi cấp cứu. Có những người thì họ, nói chung là họ sẽ rất là nhiệt tình với mình. Ví dụ như mình vô cấp cứu rồi, xong rồi họ sẽ bằng lương tâm nghề nghiệp thì họ sẽ làm hết mình để có thể chăm sóc hoặc là cho mình vượt qua được cơn nguy kịch ngay trong thời điểm đó.
Nhưng mà cũng có những trường hợp bác sĩ là họ rất khó chịu. Có thể là cái vấn đề mà mình đi cấp cứu đó nó lại là những cái vấn đề nhẹ thôi, nhưng mà nhiều khi gia đình bác sĩ họ nghĩ là gia đình làm lố lên được đó, mày nằm ở nhà không được, chạy vô đây chi tốn giường tốn đồ rồi xong rồi họ làm cái kiểu là giống như mình bệnh dở vời vậy đó. Rồi nhiều khi có những cái trường hợp mà vô rồi người nhà giống như người nhà họ sẽ không biết được là người thân của mình lúc đó là đau hay là sau đó, và họ muốn đi hỏi thăm, thì xong rồi họ đi tìm y tá bác sĩ, họ hỏi nhiều người cũng họ có thái độ mà làm cho người nhà cảm thấy là trời ơi giờ không dám hỏi luôn á, giờ tới đâu hay tới đó luôn á, nhiều khi cảm thấy rất là bực bội và cảm thấy là sợ hãi bác sĩ á, nhiều khi thấy bác sĩ không dám hỏi, rồi phải đi tìm đi lựa coi là bác sĩ nào mà dễ chịu rồi bắt đầu mới lén lén hỏi thăm này kia để biết, tại vì người nhà thì ai mà không sốc ruột cho người thân của mình đang nằm đó để biết được họ làm sao. Và hôm nay tôi xin được hoán đổi 1 giờ với chương trình 1 giờ quán đổi để làm gì? Tôi muốn thử một lần làm bác sĩ để tôi hiểu được là đôi khi mình sẽ đỡ ghét họ hơn hoặc là bực bội với cái nghề đó hơn và tâm lý mình vững vàng hơn, hy vọng là có thể hiểu được hơn về nghề bác sĩ. Thưa quý vị, đó là câu chuyện của cô Kim Chi. Thưa tiến sĩ Hòa An và bác sĩ Hoài Nam, cái câu hỏi mà nhân vật Kim Chi này gửi đến cho chương trình đó là tại sao các bác sĩ lại luôn khó chịu như vậy khi mà bệnh nhân đến với bệnh viện chỉ mong là được chữa trị thôi, chứ đâu có làm cái điều gì mà nó to tát đâu. Họ bệnh thì họ muốn được chăm sóc tốt nhưng mà bác sĩ lại thờ ơ quá, không có đặt hết tâm của mình vào cái việc chữa trị. Bác sĩ có bao giờ bị những lời phàn nàn như vậy chưa? Theo ý kiến của tôi thì thực ra kinh nghiệm mấy chục năm làm nghề thì tôi thấy cái tỷ lệ mà các bác sĩ mà bị phàn nàn, ít nhân viên ngành y tế đều bị phàn nàn là khó chịu hay là thờ ơ hay là không có trách nhiệm. Thì có lẽ là người ta thấy cái hoàn cảnh như vậy, người ta phải đặt vào cái hoàn cảnh. Có thể bác sĩ mệt quá và ngày nào cũng thức đêm, suốt cả đêm, suốt 12 tiếng, 16 tiếng và làm việc liên tục, thì lúc đó nhiều khi người ta cũng không được thoải mái lắm. Hoặc là bệnh nhân đông quá, người ta cũng không có thể quan tâm hết được. Cái đó thì chúng ta không phải là tôi đứng ra để bảo vệ ngành y đâu, nhưng thực tế là nó cũng có những cái mà chúng ta chưa hiểu hết về ngành y. Mọi người chưa hiểu hết về ngành y, chưa hiểu hết về hoàn cảnh làm việc của bác sĩ và nhân viên y tế, cho nên là đâm ra có những cái hiểu lầm như thế. Trinh thì cũng đã có những trải nghiệm tương tự là rất ít khi nào gặp bệnh nhân mà nổi nóng trực tiếp với bác sĩ, những người đã tận tâm cứu chữa cho người nhà của họ, nhưng mà họ rất là dễ nổi nóng khi mà họ gặp những nhân viên y tế ở cái vòng ngoài, thí dụ như là đăng ký hồ sơ nè, mà quát nạt bệnh nhân của họ. Tại vì Trinh cũng đã chứng kiến một vài lần rồi, chỉ đi nạp hồ sơ thôi mà hơi đông, thế là người ta quát nạt một ông già 60 mấy tuổi rằng là ông đi về đi, sao ông không biết thì ông đừng có đăng ký, hoặc là nhập viện chứ không nhập viện thì thôi. Thì mình cảm giác rất là tổn thương. Mặc dù mình là người xa lạ nhưng mình cũng có cảm giác là nếu mà đây là ông của mình, đây là bố của mình, thì mình sẽ phản ứng như thế nào khi chưa vào bệnh viện mà đã bị la hét như là một người đến xin xỏ vậy đó. Vậy thì trong cái tâm trạng đó mình có nên thông cảm không ạ, tiến sĩ Hòa An? Ở đây chúng ta thấy là với những tình trạng như vậy đó, thì Bộ Y tế cũng đã ra những cái bộ quy tắc ứng xử và chấn chỉnh cái cách giao tiếp đối với là người nhà bệnh nhân hoặc là bệnh nhân rồi. Có một cái kết quả cho thấy rằng là cái thời gian chờ đợi của những thân nhân người bệnh hoặc là với những người bệnh thì thường là họ sẽ cảm thấy là hơn gấp 5 lần so với bình thường. Có nghĩa là chúng ta chờ đợi khoảng 10 phút ở thời điểm bình thường thì nó giống như là chúng ta chờ đợi khoảng 50-60 phút khi mà chúng ta đang có bị bệnh trong người. Thì rõ ràng là cái tâm lý dễ bị tổn thương của người bệnh cũng xuất hiện trong giai đoạn này, và họ rất là muốn nhận được sự quan tâm ngay lập tức. Và chính cái sự nôn nóng đó, chính cái sự cấp bách đó thì vô tình rằng là họ cũng trách với những cái người mà đang thực hiện những cái chức trách ở trong bệnh viện. Thì do đó thì dễ xảy ra những cái tình huống xung đột và không đáng có ở trong cái môi trường bệnh viện. Để hiểu được tâm sự của những người trong cuộc, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ nhân vật tuần này ở phần hoán đổi. Nhưng trước hết hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút nhé. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình mang tên Hoán đổi, nơi mà nhân vật sẽ thật sự đứng vào trong chiếc giày của các y bác sĩ để hiểu được những nỗi khó khăn của họ và có thêm được sự kiên nhẫn cho chính mình. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với thử thách hoán đổi của nhân vật ngày hôm nay.
Dạ, chào bác sĩ. Dạ. Sĩ ơi, nhức đầu quá, tôi xin thuốc đi, tôi có thẻ bảo hiểm y tế à. Giờ xin thuốc là đi về được rồi. Mà khoan nữa, nhức đầu rồi, bây giờ cho kèm thêm thuốc ho đi. Cái dây thần kinh nó cũng lan xuống thuốc ho. Tôi xin thuốc. Mà bây giờ không cho hai thuốc đó, cái xí xuống cái chân là mình sẽ gãy chân. Trời ơi, là nằm ở đây là bao nhiêu tiền luôn á bác sĩ. Gãy chân rồi. Gãy chân chưa? Gãy rồi nè. Nữa hả? Trời đất ơi, gì mới thấy chị ngày hôm qua vô đây xin thuốc rồi, bữa nay chị vô nữa là sao? Vô nào? Vô nào? Dạ chị ạ. Em dạ. Vô nào đâu, hôm qua tôi đâu có ghé đây đâu. Có chị có ghé. Không. Ngày hôm qua ai? Hôm qua Lê Thị Hoa nào mới vừa vô đây xin thuốc hả? Lê Thị Hoa là em tôi. Chị tên gì? Thì Lê Thị Hoa. Em chị tên Lê Thị Hoa 1, chị là Lê Thị Hoa 2 ạ. Thì đó, xin đôi. Em thấy đa số tâm thế của các bác sĩ họ đều rất là nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Thì phần lớn tất cả những bác sĩ là như vậy. Dạ. Như cô nói rất là đúng, là những cái người mà nóng tính thì phần lớn là phục vụ ở phía ngoài, bảo vệ rồi nhân viên nhập liệu, nhân viên tiếp nhận người khác thì thường người ta hay nóng tính, tại cũng người ta cũng căng thẳng công việc quá. Còn phần lớn thì bác sĩ thì chúng tôi thì đều làm nhẹ nhàng, không có căng thẳng gì nhiều. Dạ. Nhức đầu chóng mặt phải đi về uống thuốc liền. Đo không có đau. Thôi không ấy, đừng đo, cho thuốc đem về được bác sĩ. Dạ không phải đo mới cho thuốc được. Thôi không được. Sao vậy? Tôi có thẻ bảo hiểm y tế, bây giờ tôi đo rồi, đo ở ngoài kia. Ai đo? Ai? Cái là bệnh xá ở ngoài kia kìa. Ra bệnh xá xin thuốc. Không được, cho đây thuốc mới an toàn chứ. Vậy phải khám rồi mới đưa thuốc mới an toàn được. Không được, con cái chiếc bệnh viện này kỳ ghê, cô này ngộ quá à. Tôi có thẻ bảo hiểm y tế, tôi kiện mấy người nha. Tình huống này cũng thấy phổ biến nha. Vâng, có nhiều chứ. Vô người ta đòi hỏi, người ta có cái thẻ bảo hiểm, người ta đòi hỏi đủ thứ chuyện hết. Dạ. Nội cứ giải thích cho người ta nhưng người ta không chịu nghe. Dạ. Người ta không nghe, người ta chỉ muốn làm theo ý người ta thôi. Tức là trường hợp này là không muốn khám mà chỉ là xin thuốc, tại vì là thừa là thường xuyên rồi. Và thậm chí là lấy thuốc, thậm chí là có khi một hàng mỗi ngày đến khám một lần để lấy thuốc bảo hiểm để sử dụng cho mục đích khác. Dạ. Không biết gì đâu. Thì bây giờ bệnh thì để bác sĩ người ta khám. Tự nhiên bây giờ ngồi cứ vô nói là giờ tôi đau họng. Bây giờ hả họng ra bác sĩ. Hả họng không ra. Phải. Cái này ho lâu năm rồi tôi biết bệnh gì rồi. Đâu có cần khám chi đâu. Đúng bác sĩ, tôi nói đúng không? Mình giờ mình không biết. Không phải khám mới biết. Phải khám mới lên giường nằm. Không có được. Có thẻ bảo hiểm y tế là xin rồi. Không có được. Thẻ bảo hiểm y tế nó không có tác dụng cho thuốc. Trời, tôi tức ghê. Cái bệnh viện này ngộ quá. Cái câu này quen thuộc. Vấn đề ở đây là cho tôi thuốc mới được. Mình đang ở trong nhưng mà phải khám mới cho thuốc vậy trời. Nhưng mà tôi biết cái bệnh của tôi rồi. Đâu cần cô phải khám làm cái gì. Ngộ quá. Cái bệnh nhưng mà đi đâu nó thêm bệnh. Bây giờ chị có muốn khám không? Bây giờ để tôi khám cho được không? Bà là gì mà bà khám tôi? Ăn cắp giặt kìa. Ăn cắp giặt kìa. Mặc kệ tôi đi. Bị gì? Không, đừng bận tâm tới tôi. Ê, giận bé này sao? Từ bà. Kệ tôi đây. Chị gái ngồi kia chút giải quyết cái vụ thuốc sao con gái này mất. Bây giờ mình khám là mình phải theo đuổi tôi. Bà là bác sĩ mà. Em không có đuổi chị. Em nói rất lịch sự. Mời chị ngồi kia đợi xíu. Ủa mà tôi vô trước, con bé kia nó vô sao? Nhưng mà nó liệt rồi, chị còn nói được. Đi nè chị què rồi. Em chị chữa cho chị gấp đi chứ, chứ chị không có chịu được. Nãy giờ thời gian mà đôi co là khám xong rồi đó. Em bị sao? Không sao hết. Tôi làm gì kể tôi đây, đừng có bận tâm tới tôi. Đây. Nè. Bây giờ mọi người bình tĩnh. Đây á là bác sĩ thực tập, cho nên là mọi người cứ phải bình tĩnh. Đó, muốn gì thì phải nói. Thì ra bác sĩ thực tập nên đâu có biết cái gì đâu. Chị ơi, em thực tập cho nên mấy cái ca đau đầu em mới khám. Chứ còn em bác sĩ thiệt, em chơi mấy cái ca mà cưa chân cắt mổ không à chị ơi. Chơi mấy cái ca mà cưa chân cắt mổ không à chị ơi. Hả? Bây giờ chân chị gãy á, thì bây giờ em kêu bác sĩ thiệt vô. Hết gãy rồi liền là... Liền rồi đúng không? Khỏe rồi. Vậy bây giờ cho khám, cho thuốc Panadol uống nha. Giờ còn đau đầu không? Đau đầu á. Đau bụng rồi. Này là chị Kim Chi, là chị bộc lộ cái tính thiệt của chị đó. Chứ thường là giọng nói của bác sĩ rất là nhẹ nhàng. Có thẻ bảo hiểm y tế mà sao cứ khám. Miệng có đau không? Đau. Bây giờ về nè.
nói chung là thực tập thôi. Nhưng mà đau đầu với đau miệng á. Dạ đúng. Vậy pha Sansacon uống, uống nhiều Panadol, uống nhiều nước vô đi ngủ. Thật ra tình huống cũng làm hơi cường điệu quá lên. Nhưng mà cũng có một số trường hợp tình huống ở ngoài cũng y chang như vậy nha. Có nhiều khi ngồi phòng khám phải biết rõ ràng cũng vậy. Bây giờ về kêu người ta mua thuốc vậy, chen lấn rồi đủ thứ chuyện vào đòi người đã đòi khám trước, không nhường ai cả. Mình đặc biệt là không có nhường ai, ai nhường ai. Người nhỏ không nhường người lớn tuổi, người không nhường bà bầu, không nhường trẻ con, không nhường ai hết. Cho mà. Thì bây giờ bác sĩ phải làm sao cho bệnh nhân người ta chịu? Chị đâu? Tôi cần gặp bác sĩ Chi. Đừng cản tôi. Ông bà có cái gì vậy? Công bác không bây giờ. Cái gì? Cái gì nè. Anh ơi, ở đây bệnh viện cái gì có chuyện gì? Cô điều dưỡng lâu năm. Dạ. Trời, cái mặt già hám đúng không? Lẽ ra tôi kịp tìm bác sĩ Chi. Tôi gặp bác sĩ Chi liền. Ê, khoan, nhưng mà Chi, gặp bác sĩ Chi là anh gì? Cho tôi gặp bác sĩ Chi, tôi nói chuyện. Trốn hả? Bác sĩ Chi, bước ra đây. Em mới chích ngừa, em đau đầu. Bước ra đây cho tôi liền. Bước ra đây, không, đừng nói gì hết. Bước ra đây. Ngồi xuống bàn liền, ngồi xuống bàn cho tôi. Cô đứng yên đó cho tôi. Ngồi xuống yên. Khám liền. Bà kia đâu? Đo tim, chạy đo tim cho tôi. Rồi. Khám, đo tim liền. Dạ. Từ từ. Đúng rồi bác sĩ ơi. Đúng rồi. Cái này để đây giùm em. Dạ sao anh? Đúng rồi. Không, cái này không cần dùng cái này để dùng này. Cái này. Đưa ta. Sao anh bị sao? Chị phải khám cho tôi. Nhưng mà em phải đeo cái này em mới khám được. Ủa, đeo cái đó mới khám được. Không ấy là đeo cái này là để làm gì? Nghe thôi đúng không? Dạ, nghe nhịp tim. Kê vô nghe nó rõ hơn. Kê nhịp tim vô nghe rõ hơn nè, thấy không đó. Dạ không. Nghe tiếng lòng tôi thật. Dạ không à, em không có nghe tiếng lòng. Ủa chứ chị nghe cái gì? Dạ em nghe cái khác. Ủa bệnh mũi là? Dạ không, em bị nghẹt mũi đột xuất. Em bị nghẹt mũi đột xuất. Chị có biết mỗi lần tôi gặp chị á, dạ, trái tim tôi bồi hồi bồi hồi. Tôi về nhà đêm tôi quên ăn, ngày tôi quên ngủ. Dạ nguyên tắc nó phải vậy ạ. Ờ, dạ. Dạ nguyên tắc nó phải vậy. Không, ý là tôi nói là đêm tôi quên ngủ, ngày tôi quên ăn. Dạ cái đó sai khoa học ạ. Chi có thấy mỗi lần trước mặt Chi là trái tim tôi thổn thức không? Biết rồi. Sao? Đừng nói vô này yêu tôi. Kỳ quá. Cô mấy thằng gầy mất rồi. Em ơi, nãy giờ... Chi! Sao? Anh mang cho em một đóa quỳnh. Quỳnh thơm hai môi em thơm. Chi, anh yêu em, lấy anh làm chồng nha. Chi. Anh ơi, em nói cái này là anh tên gì? Anh Vàng đúng không? Đúng rồi. Anh ơi, em thực tập có thể sao ngày hôm nay em bị đuổi á. Nên anh yêu em hay là anh yêu bác sĩ? Anh yêu em là anh yêu Chi bác sĩ, lấy anh làm chồng nha em. Anh không, hứa... tại có thể sao hôm nay em bị đuổi rồi. Sao hôm nay bị đuổi rồi? Em... Là ở đây chỗ làm việc chứ không đúng phải rồi, chỗ vô đây để tỏ tình. Đúng rồi. Yêu đương cái gì kỳ cục vậy? Trời đất ơi, bệnh viện bây giờ bệnh nhân người ta nằm đó không lo, còn chị nữa. Trời đất ơi, bác sĩ lo cho bệnh nhân đi, tự nhiên ra đây ngồi đứng rồi cầm chậu bông. Ủa, rồi còn thổi người ta tên Vàng để làm gì? Ủa đúng không? Ủa ra điều dưỡng mà, đây ta bác sĩ mà. Ủa thì sao? Ủa người ta bác sĩ thật. Vậy là cái cô áo trắng nãy giờ không phải là y tá hả? Cái cô y tá. Cô y tá. Cô y tá mà sao chống chạ bác sĩ luôn? Đóng vai vậy là khó. Vậy là đôi khi là cái vấn đề của đồng nghiệp vẫn là áp lực cho nhau chứ không chỉ là vấn đề của bệnh nhân à? Nhưng mà sao chính xác. Có bao giờ mà họ gây áp lực cho nhau trong cùng một cái ngành nghề không bác sĩ ạ? Không, cũng ít lắm, ít khi lắm. Dạ, ít ạ. À, vâng. Chứ còn trong cái trường hợp này thì nó không có xử lý như thế đâu. Y tá này có đâu có dám cãi, đâu có dám nói câu với bác sĩ được. Thì bây giờ là bác sĩ đi, sao tự nhiên giờ đây yêu đương? Từ từ, anh muốn gặp tôi đúng không? Anh bệnh đi. Anh bệnh đi rồi vô đi nằm đi rồi tôi khám lén. Không, chị. Rồi cái con bé này nó nằm trên ổn đây rồi nó bị cái gì chưa coi chưa nói. Anh nói nghe, anh biết bệnh của con nhỏ đó. Bây giờ em trả lời cho anh một câu thôi. Dạ. Anh xử đẹp nhỏ này liền. Trời. Em. Dạ. Có yêu anh không? Em. Dạ. Có yêu anh không? Có yêu anh không? Anh bệnh viêm khám lâu rồi dần tình cảm mới nảy nở được. Dẹp lắm. Mà phương án 1 thất bại nha, phương án 2 nha. Ok. Vậy chưa, chị chưa có đụng vô. Chị mới có định thôi à sao? Ba ơi.
đôi mắt của con. Sao vậy? Sao vậy? Đôi mắt của con nó không còn thấy gì nữa. À, sao gì vậy? Đôi chân của con nó không còn đi được nữa rồi. Bác sĩ này, bác sĩ lấy xe lăn đi. Bị liệt nó không đi được, lấy xe lăn đi chở. Tôi đâu biết gì đâu bác sĩ. Tôi sao vậy? Cô phải giải quyết chuyện này chi? Cô không yêu tôi là một sai lầm trong cuộc đời cô. Trả lời tôi biết, tại sao con tôi nãy giờ đi vô đây nằm mà không ai khám cho nó? Hả? Ủa, hồi nãy giờ em năn nỉ em qua khám mà nguyên cái vàng kia nó kéo em đi đúng chưa? Tôi không cần biết, cô là bác sĩ, cô phải có nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân, biết người nào nặng hơn phải cấp cứu chứ. Cô thấy con tôi không? Bây giờ đôi mắt của nó trời. Má tôi đâu? Không! Người sao? Người sao? Hồi nãy con vô đây á, bác sĩ á đánh con luôn á. Ủa cô dạ, không có, em không có đánh. Hồi nãy rõ ràng có cái bà mập làm chứng luôn. Không có bà mập đâu hết, ở đây là tôi mập nhất rồi. Tôi mập nhất rồi. Con bé kia. Cô giải thích đi. Bây giờ con tôi thì vậy tại sao 2-3 thứ bệnh mỗi lần vô là nó bị tăng nặng lên, mà ngày hôm nay vô đây xong rồi. Trời ơi con ơi, cái tay con bị sao nữa vậy con? Tay con không còn thoăn thoắt nữa rồi. Thì tại sao nãy vô á có định ghém cho nó mà tại bà kia cấp bách không? Ủa bà mỗi kia... lần mà đụng vô kêu là không cần quan tâm nữa thôi. Dạ bác sĩ nghĩ sao khi mà mình đang làm việc theo đúng cái quy trình á mà cứ bị hối và thậm chí là nhảy cốc? Vâng, thì có đấy, hồi trước tôi có viết một cái phóng sự, tức là 3 giờ ở phòng khám bệnh thì có cái mô tả những cái chuyện rất là khó xử của người bác sĩ ở trong cái phòng khám bệnh, như gần giống như tiểu phẩm như thế này. Nhưng có cái là nó cũng nhẹ nhàng hơn. Dạ. Nhẹ nhàng hơn thôi, và chúng tôi đều xử lý được hết bằng cách là sự điềm tĩnh. Luôn luôn là người ta nóng giận hay người ta cáu gắt cái gì thì mình luôn luôn cái tim thì phải nóng nhưng cái đầu thì phải lạnh. Để thì mới được điềm tĩnh thì mới có xử lý được. Chứ lúc đó mà mình đứng ra mà đôi co với bệnh nhân hay là có những lời nói không có ổn lắm thì nhiều khi là cũng không rất là không tốt. Dạ. Và làm cho cái tính nó lên nhiều, đẩy nó lên cao thì đâm ra là ảnh hưởng đến cả bệnh nhân và ảnh hưởng đến cả bệnh viện và ảnh hưởng đến cả uy tín cá nhân mình nữa. Bác sĩ vừa chia sẻ một câu rất hay là tim nóng mà cái đầu lạnh. Dạ. Thì tiến sĩ Hòa An nghĩ gì về trường hợp này và câu nói này? Tôi lại mong muốn được rằng là nhân viên y tế cũng cần phải được chăm sóc về tinh thần nữa. Dạ. Đó, bên cạnh các yếu tố chuyên môn thì họ cũng cần phải được quan tâm yếu tố tinh thần để mà có được điều giống như bác sĩ Hoài Nam có nói. Đó, tim nóng và cái đầu lạnh. Dạ. Chứ nếu mà cái đầu nóng nữa, tại vì mình không được, mình stress nữa, mình trầm cảm nữa, thì rõ ràng là nó cũng ảnh hưởng đến cái công việc của mình. Và rõ ràng là ai cũng muốn hiệu quả công việc tăng cao nhất đúng không ạ? Giải thích đi, trời ơi là trời, tại sao như vậy với nó chứ, trời ơi. Anh ơi, em nói nè, cái này là con bé nó tự cột á. Thì bây giờ nếu như mà bác sĩ cột thì không sao, tự cột mà bây giờ không để em gỡ ra thì có thể là cái tay bị liệt thiệt. Ôi trời đất ơi, gì gỡ ra liền đi, gỡ ra liền luôn. Ôi trời ơi, mày đóng kịch thôi mà mày làm hại tôi. Rồi, có bị đau không ạ? Đau cái gì, gỡ liền, gỡ nhanh. Dạ. Ôi, bây giờ không nói sớm. Dạ, cột lỏng lỏng đi được. Giả thôi mà mày làm gì vô mày bắt. Đó, thấy chưa? Anh ơi, đừng vì tình yêu mà làm những điều gian dối. Em thấy cái tình huống này có cái đoạn dễ thương, nó cũng đỡ căng thẳng chút xíu. Ở giữa là có một bệnh nhân vào tỏ tình với thực tập viên là bác sĩ. Vậy thì bác sĩ có bao giờ được sự ngưỡng mộ đến mức hơi quá đà của các bệnh nhân được chăm sóc không ạ? Cũng có chứ, có nhiều khi những bệnh nhân khi mà chúng tôi còn trẻ đấy thì nói thật ra có nhiều, cũng nhiều bệnh nhân người ta cũng chú ý, người ta cũng ngưỡng mộ bác sĩ. Bởi vì thực tế ra là trong cái tâm lý của những người dân ấy thì bao giờ cái tầng lớp bác sĩ là một cái tầng lớp có học. Dạ. Thế cho nên là cũng dễ thương nữa. Thế cho nên là rất là nhiều, một số các cái cô hoặc là một số các anh chị này khác, người ta cũng có cái cảm tình. Cảm tình đến mức độ nào thì cũng tùy người. Dạ. Chứ không phải là người nào cũng cảm tình quá như thế được. Người ta chỉ cần là lấy cái bảo hiểm ra rồi người ta vô đây bắt buộc bác sĩ phải đưa thuốc. Thì bây giờ á, mình phải lấy những cái kinh nghiệm đó để nữa sau này mà vô đây làm bác sĩ á, biết đường á mà còn giải quyết nữa. Dạ. Còn đây á, hai cha con này tôi nhờ vô đây làm thôi hà. Bác sĩ ơi, ý là hai cha con là do điều dưỡng Linh nhờ tụi con vô thôi, nhưng mà ba con thích bác sĩ chi là thiệt nha. Trời ơi. Dù sao trong những lần mà con anh vô đây khám bệnh về cái chuyện mà nó bị béo phì, em cũng là người giúp đỡ nó để ngày hôm nay cái trọng lượng cơ thể nó từ 207 giờ nó tuột xuống còn 103. Anh rất là đội ơn, mang ơn em.
Nếu mà em có thể về nhà chăm sóc luôn anh được không? Là bây giờ là phải giải quyết vấn đề tình cảm này là mới xong đúng không? Trời ơi, thì bây giờ là chuyện tình cảm là chuyện của hai người, hai dì cháu tôi đâu có biết. Bây giờ hai người tự nhưng giải mà quyết Chi đi. Ơi. Dạ, con muốn có mẹ. Mà mẹ phải tin Chi nha. Mà mẹ phải tin Chi nha. Thôi Vàng ơi, không gian lại cho hai người đó đi. Đẻ rồi, có chồng rồi. Chi có chồng rồi Vàng ơi. Ủa? Có con rồi, nhỏ 2 tuổi rưỡi. Ba nó đang giữ nó ở quê á. Chi làm thêm. Ủa? Chi đi làm. Chi có chồng rồi. Chi có chồng rồi. Xin lỗi Vàng nha. Vậy, ta. Vậy là hôm nay tôi làm phiền Chi lắm đúng không? Đúng rồi, rất phiền. Đúng rồi, rất phiền. Ôi xin lỗi Chi, một lần nữa xin lỗi Chi. Cảm sao? Ơn Chi, cảm ơn Chi đã chăm sóc cho con tôi. Ngày hôm nay cảm ơn Chi nhiều. Mơ mốt có gì khám nhà nhớ nha. Làm bác sĩ là phải có tâm gì nha chưa. Cảm ơn Chi nhiều. Thôi tôi về nha, đừng không làm phiền Chi nữa. Rồi tôi về nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn Chi. Cảm ơn Chi. Dạ không được. Em không có xài mấy cái đồ này. Cái này là tặng, không yêu nữa tặng. Dạ. Cảm ơn Chi, tôi về. Tôi về nha Chi nha. Dạ. Không sao. Dạ. Trời ơi, say sẩm luôn á. Còn ai vô nữa không vậy? Chị ơi. Thôi. Em nói láo. Tôi mới ra ngoài tôi hỏi. Em không có gia đình. Em có gia đình rồi, em có gia đình. Làm vợ anh nha. Dạ, em cũng xin, em xin. Ôi cho em ngơ ngơ, em không muốn quán đổi nữa. Mệt quá. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với Một Giờ Hoán Đổi. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với hành trình kết nối. Và xin mời gặp gỡ nhân vật cô Kim Chi. Xin chào chị Kim Chi. Rồi nãy mình hớ thấy ở trong đó các bác gọi bác sĩ là bác nên em gọi là cô. Ai ngờ ngoài chị trẻ quá. Dạ, dạ. Chào chị. Dạ, chào Trinh, chào hai bác sĩ. Dạ, ở đây có bác sĩ tâm lý, ở đây là bác sĩ về đa khoa. Dạ. Dạ, bác sĩ Hoài Nam và đây là tiến sĩ Hoài An. Chị Kim Chi ơi. Dạ. Bây giờ cũng gọi chị là bác sĩ luôn ha. Dạ không. Dạ, chị bước ra khỏi bệnh viện. Đừng gọi này. Em là bác sĩ. Sao dạ. Vậy? Em làm thử một tiếng đồng hồ em mệt lắm rồi. Em sợ rồi. Vậy chị đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi mình đặt ra hồi đầu chưa? Là tại sao các bác sĩ lại không tận tụy với nghề như họ nên làm? Dạ không, em hiểu được rồi. Tại vì họ mệt thiệt. Em vô mà từ bệnh nhân cho tới người nhà bệnh nhân, rồi chưa kể là đôi khi có những cái tình cảm hơi bị thái quá của những cái người nhà họ đối với mình thì thực sự là không thể nào control nổi và cũng rất là mệt. Nó bị đuối quá rồi. Mà có những cái mà mình không thể giải quyết được và mình phải đổ quạo luôn. Nên là bây giờ thì cũng hiểu sơ được là họ bực là cũng đúng. Nhưng mà nói qua cũng phải nói lại là bản thân mình trước khi bước đến chương trình Hoán Đổi, cái nỗi bực dọc của mình cũng phải xuất phát từ một cái điều gì đó có thật chứ. Là phải có lửa thì mới có khói phải không? Dạ cũng có, nhưng mà nó đó là một cái câu chuyện mà lúc đầu em cũng có kể là do là em có một người chị nửa đêm thì chị bị bệnh. Xong rồi mới đưa chị vô bệnh viện. Đưa chị vô bệnh viện thì mình thì bản thân chị mình đang quằn quại đau thì mình không biết bị gì à. Mình xin vào phòng cấp cứu mà 2 giờ đêm thì hai cô y tá trực ở đó thôi. Chắc là bệnh viện tư á, cho nên là họ nói là bây giờ bác sĩ ngủ hết rồi. Giờ muốn gặp bác sĩ hay là muốn gì thì đóng trước 2 triệu thì mới kêu bác sĩ ra khám. Còn không thì bây giờ nằm đỡ ở đó chờ xíu, chờ. Đó là mình cảm thấy rất là khó chịu về những cái đó. Rồi đôi khi mình muốn gặp bác sĩ, gặp y tá để nói về tình hình bệnh của chị mình sao, tại vì mình sẽ không biết người nhà mình bị gì. Thì có những cái thái độ của họ làm cho mình rất là khó chịu. Nên là sau khi vô xong rồi thôi, bà chị bà nói thôi chị không thể chịu đựng được nữa, thôi đi về. Đi về, nhưng mà cũng may là chị của em là chị bị bao tử thôi. Về xong rồi uống cái thuốc B nó đỡ rồi, hôm sau bắt đầu vô bệnh viện chuyên khoa hơn. Nó bị những vấn đề như vậy. Cái chuyện mà đóng trước 2 triệu để mà đặt trước chỗ là cái chuyện đó nó hiển nhiên hay là đó là một cái quy trình ngoại hạng? Vâng, tôi nghĩ là cái chuyện đó cách đây khoảng 10 năm rồi, chứ còn bây giờ mà đóng trước 2 triệu thì người ta không đến đâu. Bệnh viện tư bây giờ nó cũng biến đổi nhiều rồi, dần dần trở thành bệnh viện công, tức là cái đối xử nó khác trước nhiều. Thì cái chuyện đó cách đây khoảng 10 năm thì có thể có. Vì một số các cái chủ đầu tư, người ta cái quan niệm người ta có lợi nhuận nên người ta bắt buộc phải sợ thất thoát về tài chính, người ta có thể làm như thế. Nhưng bây giờ thì tất cả các bệnh viện tư đều khác hết.
thì đều bệnh nhân vào là cấp cứu trước rồi sau đó mới cái nói chuyện về tài chính sau, thì cũng giống như các bệnh viện công nhà nước thôi. Điều này em cũng đã từng trải nghiệm khi mà vào bệnh viện với người thân của mình bị ngộ độc thực phẩm. Thì rõ ràng là cái chuyện ưu tiên là cứ đưa vào khám và cấp cứu trước đã, sau đó xin mời người nhà bệnh nhân để tiến hành các thủ tục còn lại. Dạ, chứ cũng không có đến nỗi mà mình phải chờ đợi và đóng trước 2 triệu. Còn riêng tiến sĩ Hòa An đã từng bao giờ trải nghiệm điều này chưa? Tôi đã đưa người nhà vào trong bệnh viện và cũng trong tình trạng là cấp cứu. Và như vậy thì khi khám cấp cứu xong á, thì lại đẩy vào về chuyên khoa. Và khi đẩy về chuyên khoa thì lúc đó là giờ không phải là giờ tối, giờ khuya mà là giờ trưa. Thì giờ trưa thì các bác sĩ cũng đã nghỉ trưa rồi, thì phải chờ ở chuyên khoa phải đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì mới đến cái lượt buổi chiều để thăm khám. Dạ. Thì trong lúc mà nóng vội thì mình cũng không biết là tại sao bây giờ lên đây mà trong phòng cấp cứu đã chuyển rồi, đã chuyển tới đây về chuyên khoa mà lại phải chờ tiếp nữa. Thì lại tiếp tục gọi điện thoại đến chỗ cấp cứu, thì cấp cứu nói bây giờ muốn được chữa trị thì lại phải đi về lại phòng cấp cứu, mà cái quãng đường này cũng rất là xa. Vậy thì ở đây tôi nghĩ rằng đó là cái quy trình thôi, cái quy trình tiếp nhận và cái quy trình chuyển bệnh đối với một số cái cơ sở y tế có thể gây ra một số những cái bức xúc cho cái người nhà bệnh nhân và bệnh nhân trong lúc thì đang rất là đau đớn, đang rất là mệt mỏi. Dạ. Nhưng mà lại không được gặp trực tiếp bác sĩ để mà thăm khám một cách kịp thời thì cũng gây ra một số những cái mâu thuẫn và một số cái bức xúc như vậy. Dạ. Vậy là bài học mà hôm nay á, chị Kim Chi muốn gửi đến cho tất cả mọi người, và đặc biệt là những ai đã không có kiểm soát tốt cảm xúc của mình để sau đó mình hối hận vì ủa bác sĩ cũng cố gắng mà sao mà mình lỡ lời dữ vậy. Yeah. Là sao ạ? Nói chung là sau khi mà mình thử nghiệm 1 tiếng đồng hồ, 1 giờ mình thử làm bác sĩ thì mình mới biết được là họ cũng chỉ là con người thôi, cho nên là họ có rất là nhiều cái áp lực mà họ phải cố gắng lắm để có thể giải quyết từng người từng việc để có thể đảm bảo được là tất cả đều an toàn. Cho nên là chị chỉ muốn chia sẻ với mọi người là hãy thông cảm cho họ. Đôi khi không phải là người ta không giải quyết cho mình mà chỉ là họ chưa giải quyết kịp thôi. Hoặc là cái thứ tự ưu tiên á, dạ, nó vẫn rồi. Còn phải theo quy trình để mà giải quyết. Vì đôi khi mình đơn phương giải quyết ngay ca bệnh đó thì sẽ ảnh hưởng tới một sinh mạng khác đang chờ cấp cứu ở ngay cái thời điểm đó vì không đủ nhân lực thì sao? Nên có thể là tất cả mọi thứ đều đã được an bài theo một quy trình rất là kỹ rồi. Đều ai cũng đều mong muốn là bệnh nhân của mình phải khỏe. Bởi vì Trinh tin là nếu như một sinh mạng mà mất đi dưới tay một bác sĩ nào đó thì không chỉ là một sự ám ảnh mà đó còn là một cái ghi dấu vào trong cái hành trình làm y của mình, mà là một cái vết đen, đúng không bác sĩ ạ? Đúng rồi. Nếu một bệnh nhân mà chết hoặc là ấy thì có nỗi day dứt rất là lớn đối với người bác sĩ. Có nhiều người bác sĩ đã rất là ân hận những cái chuyện đó, dù rằng cái chuyện chết chóc đó nhiều khi cũng không phải là do bác sĩ gây ra mà là do bệnh tật hay là gì, nhưng người bác sĩ nào có lương tâm thì đều rất là nhức nhối về những cái chuyện như vậy. Khi mà bác sĩ chia sẻ như vậy và có mặt chị Chi ở đây á, em mới nhớ một câu chuyện gần đây em được một chị bạn. Chị á cũng là một người sản xuất chương trình và rất là quan tâm đến những chương trình về y khoa nè, bởi vì trong thời gian vừa qua, thưa quý vị, chúng ta nhận ra là tầm quan trọng của bác sĩ và đội ngũ y tế tuyến đầu là vô cùng to lớn đối với sức khỏe của người dân. Thì trong lúc mà quá trình chị tìm hiểu về các bác sĩ và hành trình của họ thì được bác sĩ kể cho một câu chuyện là có một người bệnh nhân sau khi mà được chữa trị ở bệnh viện thì mới gửi một cái giỏ trái cây đến cho bác sĩ, mà nhiều bệnh nhân quá đâu có nhớ ai. Thế bác sĩ nhận được cái giỏ trái cây là cảm ơn vì đã chữa trị cho mẹ của tôi rất là tốt trong thời gian qua. Thế bác sĩ rất là ấm áp, bác sĩ mới mở ra xem thì thấy cái tên này quen quá, mới dò lại phát hiện ra là cái người bệnh nhân mà mình chữa đã mất cách đây 1 tuần rồi. Thế thì tại sao người này lại gửi cho mình một giỏ trái cây để cảm ơn? Và khi mà mình gọi điện thoại hỏi thì người bệnh nhân mới nói rằng là dù cho mẹ tôi mất rồi nhưng mà tôi không nghĩ rằng bác sĩ đã không tận tâm đâu. Bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi. Chỉ là hết duyên ở trong cuộc đời này thì mẹ tôi ra đi. Nhưng mà tôi đã thấy cách bác sĩ rất là tận tâm trên giường bệnh. Nên là tôi nghĩ rằng tôi nợ bác sĩ một lời cảm ơn dù là mẹ tôi không còn nữa. Thì bác sĩ mới cảm thấy rất là xúc động. Tại vì hiếm ai không hoàn thành được cái mong muốn và kỳ vọng của mình mà vẫn nghĩ được rằng người ta đã rất cố gắng và tận tâm. Thì là một điều đáng quý, phải không chị? Đúng rồi. Dạ. Tại vì cũng không phải là họ... Bản thân bác sĩ thì khi bệnh nhân của mình qua đời thì họ theo chị nghĩ là họ rất là buồn và cảm thấy một phần nào đó lỗi của họ. Nhưng mà thực ra với người nhà, trong cái quá trình mà bác sĩ đã chăm sóc tận tình này kia thì họ cũng đã cảm nhận được cái sự tận tụy của bác sĩ dành cho gia đình rồi. Cảm ơn chị. Thưa tiến sĩ Hòa An, trong thời gian vừa qua hẳn là mọi người cũng cập nhật truyền thông thì thấy bên cạnh những thông tin tích cực
về dịch bệnh và cái khả năng kiểm soát thì vẫn còn có rất nhiều những thông tin chúng tôi không nói đó là tiêu cực, nhưng đó là những điểm tối. Bản thân của tiến sĩ Hòa An và cả bác sĩ Hoài Nam nữa cảm thấy như thế nào? Thực ra thì tôi nghĩ rằng là với những cái kênh truyền thông hiện nay, đặc biệt là thông qua các trang mạng xã hội, thì mỗi cá nhân đều có thể tự sáng tạo ra cái nội dung và mục đích muốn truyền tải. Nên trong cái quá trình mà họ phải đi cách ly hoặc là phải ở một cái môi trường nó khác hơn so với lại cái môi trường như là ký túc xá đúng không? Ở nhà. Dạ. Đấy thì chắc chắn rằng là ở đâu đó họ cũng sẽ không cảm thấy thực sự là quá thoải mái như bình thường. Và đôi khi rằng là cái sự bức xúc đó, một cái nhìn phiến diện, và họ sử dụng cái kênh truyền thông để mà đăng tải thì lan tỏa, lan truyền những cái tin tức nó không thực sự chính xác và đa chiều theo nhiều góc độ. Thì đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng là chúng ta phải tăng cường truyền thông hơn nữa, để cho chính những cái người bệnh nhân và người nhà bệnh nhân họ thấu hiểu về cái quy trình tổ chức khám chữa bệnh. Thì khi họ hiểu là cái thứ tự ưu tiên được sắp xếp như thế nào, khi mà họ hiểu rằng là cái căn bệnh này cần bác sĩ sẽ thăm khám họ ở các khung giờ như thế nào, và những cái điều mà họ sẽ cần phải thực hiện ra sao, thì khi mà có một cái sự thấu hiểu rất là rõ ràng như vậy thì chắc chắn là cái sự lo lắng, cái sự hoang mang sẽ không còn. Nên ở đó thì chúng tôi nghĩ là tất cả mọi người đang ra sức để mà phòng chống cái tình hình dịch bệnh, và thậm chí là các y bác sĩ là những người trong tuyến đầu, thì chắc chắn là họ đã phải làm hết tất cả những cái chức trách cũng như là cái nhiệm vụ, cái vai trò của họ rồi. Nên chính mỗi người chúng ta sẽ góp thêm một cái nguồn năng lượng tích cực để mà cho các y bác sĩ sẽ chuyên tâm hơn, yên tâm hơn cho cái chuyên môn của mình. Dạ, Trinh cũng rất muốn nghe chia sẻ của tiến sĩ phó giáo sư Hoài Nam ạ. Vâng, thì theo tôi nghĩ là mọi người nên đồng cảm với nhau, nên đồng cảm, nhất là đồng cảm với các bác sĩ và các nhân viên ngành y. Trong cái giai đoạn hiện nay, chúng ta có đồng cảm với nhau được thì chúng ta mới cùng nhau phát triển và cùng nhau vượt qua được cái dịch bệnh, hoặc là vượt qua được, cứu chữa được rất là nhiều người. Chứ còn nếu mà chúng ta mà không đồng cảm với nhau từ cái chuyện nhỏ, chuyện ấy, thì chúng ta ấy, cũng một mặt thì bác sĩ cũng rất là đồng cảm với bệnh nhân, đồng cảm bệnh nhân bởi vì là cái tình trạng người ta bệnh tật như thế thì cho nên hơi tí người ta cũng dễ giật, dễ cáu, dễ thì so đo chuyện nọ chuyện kia. Thì hai bên thì nói chung là hãy đồng cảm với nhau, hãy cùng nhau mà nhìn thấy cái tương lai tốt đẹp thì tốt hơn là cái chuyện mà bên này chê bên kia hay bên kia chê bên nọ, thì tôi thấy cũng không tốt. Trinh nghĩ là chương trình Hoán Đổi sẽ rất là thú vị nếu như mà chúng ta có được cái sự tham gia tương tác trực tiếp giữa cả hai đối tượng mà họ đang có vấn đề, không phải là mâu thuẫn nha, chỉ là chưa hiểu ý nhau. Thôi bây giờ nè, ba mặt một lời mình chia sẻ luôn. Và chị Kim Chi có vấn đề gì cứ hỏi thẳng bác sĩ. Em muốn hỏi hai vị ở đây. Em có đọc một bài báo gần đây là nói là các bệnh nhân á, họ cảm thấy rất là bực bội và khó chịu bất cứ chuyện gì xảy ra trong cái khu mà họ đang điều trị ở đó. Ví dụ mất wifi cũng chữa bác sĩ, nhà vệ sinh dơ cũng chữa bác sĩ, không tới giờ ăn cơm kịp cũng chữa bác sĩ, cái gì cũng là bác sĩ, tất cả mọi thứ đều là bác sĩ. Thì ở vai trò của mình thì không biết là hai vị suy nghĩ như thế nào nếu mà mình nằm trong trường hợp như vậy ạ? Bác sĩ Hoài Nam ạ. Vâng, theo tôi nghĩ thì tôi cũng thông cảm cho bệnh nhân thôi. Bởi vì thế này, từ cái thời mà chúng tôi bắt đầu mới học nghề y khoa đó, thì tôi rất thích cái câu thơ của nhà thơ Tô Hữu: đường cách mạng từ khi ta đã hiểu, dấn thân vô là chịu tù đày, là gươm kề tận cổ, súng kề tai, là thân sống coi như còn một nửa. Đấy, cho nên là đã chấp nhận vào nghề y thì phải chấp nhận hy sinh thôi. Thì tất nhiên là một là nếu mà anh nào mà đủ bản lĩnh thì để ngoài tai, bệnh nhân cứ kêu gì thì kêu kể. Cái thứ hai là nếu có thì đồng cảm với người ta, thì người ta kêu gì thì mình cố gắng mình giải quyết cho người ta. Chứ cũng phải thương yêu người ta, chứ lúc đó mà mình lấy cái sự căng thẳng của mình mà đối xử với người ta thì tôi thấy là không được, không đúng là đạo đức của nghề y. Cảm ơn bác sĩ ạ. Còn cá nhân tôi thì tôi cũng có một cái trải nghiệm khi mà vào dẫn người nhà vào ở Bệnh viện Đại học Y Dược á, thì đã được thông báo rất là cụ thể cái nhiệm vụ vai trò của từng người. Ví dụ như là khi mà bước vào trong phòng đi, thì đã có một người nữ hộ lý và xưng tên là xin chào bệnh nhân và xưng tên và nói là em sẽ phụ trách cái công việc này. Và những ví dụ như là tới buổi sáng 8 giờ sẽ có người sẽ tới quét dọn phòng, đúng không? Rồi sẽ có là thay nước. Mấy giờ thay nước, tức là cái quy trình và cái thông tin đó, nó được thông suốt. Như vậy thì chính cái người nhà bệnh nhân và bệnh nhân cũng thấu hiểu là cái nhiệm vụ vai trò, cũng như rằng là những cái điều mà họ
gặp phải thì họ nên liên lạc với ai, và qua đó thì cũng sẽ tránh được cái áp lực dành cho bác sĩ. Bởi vì thật ra là khi tôi cũng hiểu một điều, đó là khi bệnh nhân vào thì vào bệnh viện đó thì chỉ biết bác sĩ thôi. Dạ. Đúng rồi, bác sĩ là người quản lý chung cái bệnh viện thôi, thì cái từ bác sĩ đó nó không phải là chỉ đích danh một ai đâu, mà dạ, là nó mang muốn mang đến là người đang quản lý, cái người có trách nhiệm để mà giải quyết công việc này thôi. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Hòa An, một chuyên gia tâm lý. Thưa quý vị, khi mà chúng ta cùng ngồi lại với nhau thế này, cùng có một giờ để chia sẻ bộc bạch hết những cái bức xúc, những cái điều chưa hiểu, thì Trinh cảm thấy là nó rất có ích và thật sự thoải mái. Mặc dù trong một tiếng đồng hồ mình chưa thể kể hết tất cả những bức xúc, đôi khi rất có lý nha, và cả những vất vả mà bác sĩ đã nói rằng là tôi không phản ứng bởi vì quen rồi. Cái chữ quen rồi đó chúng ta nghe chúng ta thấy hơi đau lòng. Đúng rồi. Tôi quen bị chửi rồi, tôi quen bị hiểu lầm rồi. Nhưng mà chúng tôi vì cái sứ mệnh cao hơn nên chúng tôi không có để bụng, và bệnh nhân họ cũng vì cái lòng thương nên mới có câu là lương y như từ mẫu. Nếu mà là cha là mẹ thì cái tấm lòng từ bi và cái tấm lòng bao dung á sẽ không có chấp nhất những cái người mà còn chưa hiểu rõ câu chuyện. Và Trinh nghĩ rằng là chắc chắn là cái vấn đề xảy ra thì luôn luôn có hai mặt, phải có vấn đề bức xúc thì người ta mới lên tiếng để được cải thiện. Vậy cuối cùng vấn đề chung quy cả hai muốn là cải thiện, là sức khỏe được tốt hơn, là điều kiện được tốt hơn, là quy trình được nhanh hơn. Vậy thì chúng ta sẽ gửi những cái quy trình đó hoặc là những cái mong muốn đó đến với những nơi phù hợp hơn, như là ban quản lý, chứ không phải là mình sẽ đè hết tất cả những áp lực đó lên vai người vốn dĩ đã mang rất nhiều những cái áp lực về sinh mệnh rồi. Nên ngày hôm nay khép lại chương trình, chúng tôi mong rằng quý vị sẽ thật sự giữ tâm của mình bình an và thật sự tỉnh táo để chúng ta sẽ không làm áp lực lên chính bản thân mình và không gây áp lực lên những người đang cố gắng để điều trị cho người thân và cho cả chúng ta. Cảm ơn quý vị đã dành thật nhiều những lời động viên, thật nhiều những sự bao dung và yêu thương cho những ai đã vì chúng ta mà đổ mồ hôi ở ngoài kia, những y bác sĩ ở tuyến đầu và cả những tình nguyện viên nữa. Và xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình, cảm ơn sự chia sẻ từ góc nhìn của tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An. Xin được cảm ơn phó giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoài Nam và đặc biệt là khách mời chị Kim Chi. Yeah. Chúc cho quý vị thật nhiều bình an và sức khỏe. Xin mời bác sĩ sẽ nói lời chào quý vị khán giả. Vâng, xin chào quý vị tất cả khán giả xem đài. Kính chúc quý vị một cái sức khỏe và vạn sự như ý. Rất là ngắn gọn, xúc tích thôi và đầy tình yêu thương nghe. Dạ, xin mời tiến sĩ Hoài An. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả, và thông qua chương trình hôm nay thì chúng ta đã hiểu hơn về ngành y, và hy vọng rằng là tất cả chúng ta sẽ thấu hiểu nhau để mà cái việc chăm sóc sức khỏe sẽ ngày càng được tốt hơn. Dạ, cảm ơn quý vị khách mời rất nhiều và cảm ơn chị Kim Chi một lần nữa. Thưa quý vị, đừng quên đón xem chương trình Một giờ hoán đổi để đứng vào đôi giày của nhau, thông cảm hơn và cải thiện được nhiều vấn đề hơn. Chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Và xin chân thành cảm ơn nhãn hàng vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacos đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Wow, trời ơi, không thể nào chịu đựng được. Thật sự là rất là mệt mỏi luôn á. Sĩ họ cũng xứng đáng để được bệnh nhân yêu thương, thậm chí là có thể là gặp được một tình yêu của đời mình. Quan trọng là có đến được với nhau hay không thôi. Hy vọng là trong tất cả vô vàn lần vất vả và mệt mỏi với công việc, họ sẽ tìm được những niềm vui nho nhỏ từ những người thực sự yêu quý họ. Cảm ơn rất nhiều.